Hello mọi người, hôm nay nhân dịp Cầm Bá Bon và Sài Gòn thì là hôm nay Linh sẽ làm một video đi ăn tất cả những món ngon mà Linh thích ở Sài Gòn trong một ngày cùng với ở Sơn. Thì hai anh em vừa mới ra khỏi nhà và bây giờ sẽ đi ra đâu ta? Chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành để ăn món bún riêu cua. Linh nhậu có biết là bún riêu chúa, cực kỳ thích bún riêu cua luôn. Không có chỗ nào có bún riêu cua mà Linh chưa đi ăn cả. Và mọi người vẫn khen bún riêu cua ở chợ Bến Thành là ngon nhất. Thì Linh sẽ đưa mọi người đi ăn nha. Quán bún riêu đấy đó, ở cửa đông của chợ Bến Thành mọi người. Bây giờ Linh sẽ đi ra cái khúc đường Phan Bội Châu. Kìa kìa, bún riêu. Đó, đây quán bún riêu gánh ở gần số 6 hay số 8 Phan Bội Châu gì đấy, cạnh Phúc Long nè. Đây là menu của quán. Đầy đủ là 50.000, cua thêm 50.000. Mình đã gọi 2 bát bún riêu nhỉ? Gọi 2 bát bún riêu. Chắc là tí thích thì có thể gọi thêm được đồ ở đây. Đó, số điện thoại này mọi người. Địa chỉ luôn. Số 4 Phan Bội Châu nha. Đây là bát mắm tôm với cả cái ớt và nước chua. Nhanh thật sự. Em xin. Trong một bát bún riêu đầy đủ nó có một miếng đậu to này, một miếng huyết, một miếng chả cua và bún kèm với cả rau trụng. Ớt chua và ớt đi qua mắm tôm. Mọi người mà ăn được mắm tôm thì nó sẽ thơm hơn, nhưng mà đi qua mắm tôm. Bún riêu Sài Gòn là cà chua rất thanh. Bây giờ hai anh em sẽ đi ra Watson mua mỹ phẩm trang điểm cho Cầm Bá Bon trang điểm nha. Đi lối này đấy, cửa bên kia chứ. Cửa bên này em sao vậy? Đây, cửa đây. Theo đang có lại mới có cái vòi xịt này mọi người này, tiện hơn này. Em đi mua gì hả Bon? Mua son à? Son dưỡng à hay son màu? Son màu à? Nên mọi người này, cái mà Linh Home review hôm trước á thì ở đây tất cả giá đều là 229 à đây 235. Đó. Món thứ hai mà Linh và Bon đi uống đó là trà sữa Koi. Ở Hà Nội chưa có trà sữa Koi nên là đồng chí này vào đây là rất thèm. Linh với cả Sơn đều uống trà đào macchiato size M 71.000 Việt Nam đồng. Vâng. Any months later. Định là đi ăn đặc sản Sài Gòn thôi, nhưng mà vì ngoài đường quá nắng, thế nên là hai đứa đi vào 37 Street để ăn cơm cho Sơn trải nghiệm cảm giác đi làm văn phòng ở Lạc Gia như nào. Chưa đi ăn cơm mâm, họ đi ăn cơm đồng nhân và tí đoán ra cho mọi người coi. Đấy, một mâm cơm như thế này là giá 299.000. Đây là trứng đúc hến, rau luộc cho mắm gừng. Còn kia là dưa chua, canh khoai mỡ một màu tím tím. Và có một món nữa là món thịt ba rọi chiên mắm nữa nhưng mà chưa ra mọi người ạ. Đây cậu bé đang chết đói chết khát. Đây đang rất là cảm động, khóc rất nước mắt ạ. Vâng. Và cuối cùng là món thịt ba rọi chiên. Đây, mâm cơm. A few moments later. Tình hình là Sơn thèm đi ăn cơm tấm không? Nhưng mà quá lười, sao còn tươi ăn cơm tấm bãi rác nên là cho đi ăn cơm tấm mộc. Đây là món
Gỏi củ hũ dừa. Gỏi củ hũ dừa là cái quả bên trong quả dừa đấy mọi người. Món thứ hai là rau luộc chấm với cả khô quẹt là món Linh cực kỳ thích. Thế là Linh gọi thêm một cái gì đấy, tên là cơm. Thế là Linh có gọi thêm một cái cá nữa. Cái món gì của thế đúng không? Cái canh. Cái dừa ngon lắm mọi người.